Nhân vật chính cho câu chuyện đi tìm lại cuộc sống là anh Lê Văn Mến, 35 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Hơn 15 năm thì chàng thanh niên ấy đã vật lộn với căn bệnh quái ác, không rõ căn nguyên. Cũng chừng ấy năm, anh Mến phải ngủ ngồi vì nằm xuống là không thể thở được. Đối với anh, ăn uống là một cực hình vì anh Mến không thể đưa thức ăn hay nước uống vào miệng một cách dễ dàng. Khi ăn thì anh luôn phải dùng khăn để tếm cả miệng chảy xệ, ngăn không cho thức ăn trào ra ngoài. Trước đó thì anh Mến vẫn mang một gương mặt bình thường như bao người khác. Biến cố xảy ra khi năm 20 tuổi, Mến lấy vợ. Một năm sau, mặt bỗng dưng bị sưng to và bắt đầu chuyển từ sưng phù sang biến dạng và chảy xệ nghiêm trọng. Anh đã tìm đến rất nhiều bệnh viện. Ai chỉ gì cũng tin nhưng kết quả lại không khả quan. Nhờ vào sự kết nối và chia sẻ của cộng đồng mạng thì một lần nữa anh Mến tự thắp lên niềm tin cho mình và quyết định tìm đến với chương trình Nhan Sắc Mới, khởi đầu mới của Bệnh viện Thẩm mỹ GW Hàn Quốc với mong muốn là tái tạo lại gương mặt của mình. Kể từ đó thì mối nhân duyên của anh Mến và Bệnh viện Thẩm mỹ GW Hàn Quốc chính thức bắt đầu. Cũng kể từ đó thì hành trình đi tìm lại cuộc sống của anh Mến được thắp lên hy vọng. Tháng 5 năm 2020, hành trình đi tìm lại gương mặt cho anh Mến chính thức bắt đầu. Hơn 4 tháng làm việc cực lực của nhóm nghiên cứu đa quốc gia do tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tư Dung phối hợp đa ngành cùng với các giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia đầu ngành từ các quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Việt Nam. Hàng chục loại xét nghiệm, nghiệm pháp chẩn đoán đã được bác sĩ Tư Dung triển khai đầy đủ để từng bước tìm ra căn nguyên gây bệnh cho bệnh nhân Lê Văn Mến. Nhưng đã bao lần toàn đội phải đau đầu vì sau nhiều đêm căng não vẫn không thể tìm ra được nguyên nhân gây bệnh và gọi tên căn bệnh này một cách chính xác. Đã có đến 3 lần chẩn đoán giả phẫu bệnh được thực hiện tại 7 trung tâm xét nghiệm khác nhau. Hơn 75 mẫu bệnh phẩm được đem ra phân tích. Ngoài ra, các mẫu bệnh phẩm này cũng được đưa đến 3 trung tâm chẩn đoán di truyền về giải mã gen. Dựa trên nhiều bằng chứng khoa học và bệnh sử của bệnh nhân cho thấy tình trạng phù mạc tái diễn, khó thở, giọng khan. Hình ảnh chẩn đoán lâm sàng cho thấy tình trạng mạc chảy xệ nghiêm trọng, má lỏng lẻo và xệ xuống đáng kể, môi dưới phù nề, giọng nói thì bị biến đổi. Kết hợp kết quả xét nghiệm di truyền cho kết quả âm tính với bệnh u sợi thần kinh. Kết quả đo tốc độ dẫn truyền thần kinh cho thấy liệt dây thần kinh số 7 và số 5. Nhiều bằng chứng cho thấy bệnh nhân có khuynh hướng mắc hội chứng MAS. Đây là hội chứng khiến biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng và rối loạn chức năng đa cơ quan trong suốt 15 năm. Đây cũng là lần đầu tiên hội chứng MAS được chẩn đoán tại Việt Nam. Một ca bệnh thật sự hiếm và tạo thách thức lớn cho nền y học Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Tìm ra tên gọi căn bệnh là một trong những điều quan trọng trong hành trình giúp anh Mến lấy lại gương mặt, mở ra cơ hội cho các bác sĩ tiếp cận liệu trình điều trị bệnh. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ GW Hàn Quốc chia sẻ. Những người mà có kinh nghiệm lớn, người ta nói là các phẫu thuật này nên kết hợp rất nhiều chuyên gia, nhiều nước, nhiều chuyên gia trong một nước. Và qua các chuyên gia đầu ngành người ta mới tư vấn mình là cái đây là bệnh gì, phẫu thuật làm sao. Thì ngay cả với ekip PM của mình, cái phẫu thuật với bệnh viện về phẫu thuật ở Thẩm mỹ mà gây mê trên 10 tiếng, một ca lớn phức tạp, gương mặt phù nề vậy thì cũng rất nhiều người quan ngại. Và phẫu thuật, trong các phẫu thuật này không phải phẫu thuật một lần, phẫu thuật rất nhiều lần. Thì qua tất cả những câu chuyện đó và tất cả những khả năng thì cũng như đầu ngũ bác sĩ mình thì mình tham khảo, mình hội chẩn và sự hỗ trợ thì mình thấy là khả năng mình tự làm được. Và cái phút cuối cùng, cái ngày trước mổ thì cũng có nhiều người hỏi là ekip mổ là gồm những ai? Bác sĩ Việt Nam, người Việt Nam, người ta phải làm được những ca khó. Và chúng tôi đã làm được trong ca đầu tiên, thực hiện lần đầu tiên là mổ 10 tiếng và lần thứ hai là mổ 9 tiếng. Là đến bây giờ có thể nói là cái hành trình mình đi là nó là khá là thành công. Cái kế hoạch điều trị là lâu dài, có thể là 1 năm rưỡi đến 2 năm. Đó. Và số lần dự kiến phẫu thuật còn 6 lần. Đó. Tuy nhiên căn bệnh này phẫu thuật xong không phải là kết thúc. Tại vì đó là một bệnh mãn tính, bệnh tự miễn, nó suy suốt cuộc đời của mình. Cho nên sau khi mình nếu phẫu thuật thành công đạt khoảng 70-80% về ngoại hình thì đó là gọi là thành công hoàn hảo. Và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục điều trị nội khoa để bạn này không được, cái bệnh không được tái phát. Hoặc nếu nó có chăng thì những cái tái phát rất nhẹ nhàng và bạn có một ngoại hình có thể chấp nhận được. Đó là cái phương pháp điều trị tiếp theo sau này. Và phác đồ điều trị nội khoa sẽ điều trị suốt đời cho bạn Mến và sẽ có phối hợp của rất nhiều chuyên gia. Cả hai lần phẫu thuật của anh Mến kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ, áp lực nặng nề đè trên đôi vai của ekip bác sĩ Bệnh viện Thẩm mỹ GW Hàn Quốc. Để ca phẫu thuật được thành công đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, thì phương án gây mê cho bệnh nhân rất quan trọng. Bác sĩ Ung Mạc Hy Minh, trưởng khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Thẩm mỹ GW Hàn Quốc cho biết. Đối với anh Mến,
có một cái bất thường ở khuôn mặt, thì như vậy á, thì khó cho cái người bác sĩ gây mê trong cái vấn đề kiểm soát đường thở trong cái quá trình gây mê. Do đó thì chúng tôi phải kiểm tra những cái dị dạng về cấu tạo, dị dạng về cấu trúc khuôn mặt và những cái bất thường có thể có ở bên trong cái khuôn mặt của anh Mến. Anh Mến có cái đặc biệt là anh Mến có một cái khát khao, cái khát vọng rất là lớn để trong cái quá trình tìm lại cái khuôn mặt cho mình. Thì đối với anh Mến á, khi mà đưa vô phòng mổ á, những cái bệnh nhân khác á, đa số là người ta lo âu, lo lắng, sợ sệt. Cái người bác sĩ á, là phải động viên bệnh nhân để họ yên tâm khi nằm lên bàn mổ. Nhưng mà đối với anh Mến á, thì khi mà nói đưa vô mổ á, thì anh rất là hào hứng và anh mong muốn là cái cuộc phẫu thuật nó được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi. Là nắm tay rồi anh cười, anh chúc bác sĩ làm thành công. Rồi khi mà mổ xong rồi thoát mê thì khi mà gọi thì anh mở mắt ra, cái đáp ứng đầu tiên của anh là cũng là cười. Đó. Thì tôi thấy là con người có một cái sức mạnh tinh thần như vậy á, thì cái khả năng để mà trải qua những cái cuộc phẫu thuật thì tôi thấy là cần sẽ có nhiều thuận lợi cho cái đội ngũ phẫu thuật viên chúng tôi. Thành công của hai lần phẫu thuật còn là sự kết hợp của nhiều bộ phận, trong đó kiểm soát nhiễm khuẩn trước, trong và sau phẫu thuật cũng rất quan trọng. Thực hành tốt kiểm soát nhiễm khuẩn là một trong những yếu tố then chốt để bảo đảm an toàn cho người bệnh. Bác sĩ Nguyễn Minh Thành, bác sĩ chuyên khoa tại Bệnh viện Thẩm mỹ GW Hàn Quốc cho biết thêm. Thời gian phẫu thuật của anh Mến kéo rất là dài, do đó thì trong quá trình phẫu thuật chúng tôi đã phải thay đổi dụng cụ liên tục để đảm bảo rằng những dụng cụ trong quá trình phẫu thuật đảm bảo an toàn vô khuẩn tuyệt đối. Thì tình trạng của anh Mến đã kéo dài tới tận 15 năm, do đó là cái phần mô và mô cơ, mô sơ đã bị sơ hóa rất là nhiều. Quá trình bóc tách phẫu thuật rất là khó khăn, chúng tôi đã phải thay đổi dao mổ liên tục cũng như là các dụng cụ đảm bảo cho cái đường mổ được sạch sẽ và gọn gàng, sau phẫu thuật sẽ đạt được cái thẩm mỹ tối ưu. Với gương mặt chảy xệ ấy, tạo cho anh cảm giác mặc cảm, tự ti, sợ tiếp xúc với mọi người, khiến anh ngày càng rụt rè. Và đi đâu anh cũng đeo một khẩu trang cỡ lớn để có thể che được gương mặt chảy xệ của mình. Hiểu được phần nào tâm lý của bệnh nhân, ekip nhan sắc mới, khởi đầu mới của Bệnh viện Thẩm mỹ GW Hàn Quốc đã cùng anh vượt qua nỗi sợ hãi này, ngày càng tự tin giao tiếp với mọi người. Bạn Nguyễn Kim Dung và bạn Võ Ngọc Thùy Dung là thành viên của ekip nhan sắc mới, khởi đầu mới của Bệnh viện Thẩm mỹ GW Hàn Quốc. Những người gắn bó với anh Mến từ ngày đầu tiên đã chứng kiến sự thay đổi rõ rệt của anh từ gương mặt đến tinh thần. Nhớ lại hành trình cùng với anh Mến, Kim Dung và Thùy Dung chia sẻ như thế này. Em cũng như là ekip nhan sắc mới, khởi đầu mới là đã cùng đồng hành với anh Mến là từ những ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ là cũng đã gần được hơn 6 tháng rồi. Thì qua từng cái cột mốc quan trọng của cái hành trình này thì em thấy là dần dần anh Mến có những cái sự chuyển biến rất là khác trong cái tâm lý của mình. Ví dụ như là khi mà tụi em dẫn anh Mến đi chơi thảo cầm viên thì anh Mến không còn cái mang cái vẻ e dè, sợ sệt lúc đầu nữa. Thì anh Mến cũng đã có thể tự tin là có thể chụp hình với những người mà người ta nhận ra mình. Khoảnh khắc em nhớ nhất trong lần thay đổi khuôn mặt của anh đó chính là lần phẫu thuật đầu tiên. Sau khi mà lần phẫu thuật đó thì bác Dung có đến thăm anh vào ngày Chủ nhật. Thì hôm đó thì anh rất là xúc động và đã khóc luôn. Ngày hôm đó thì em cũng rất là xúc động. Hiểu được rằng đó là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn từ chính anh Mến và tình yêu thương từ cả ekip. Tuy nhiên đây chưa phải là điểm dừng mà cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Và ekip Bệnh viện Thẩm mỹ GW Hàn Quốc tin rằng hành trình đi tìm gương mặt cho anh Mến đang đến đích rất gần. Thực sự để nói mà ngắn gọn thì nói tóm thế này. Chứ là trên đời chúng ta làm gì cũng có một cái duyên và chúng ta có một tình yêu thương. Thì thực sự là lúc đó thì chúng ta sẽ có thể thành công được. Thì mong là anh Mến mình giữ vững cái niềm tin của mình, là mình sẽ có một cái thành công tốt đẹp sau này. Đến thời điểm hiện tại thì sức khỏe về tinh thần và thể chất của anh Mến đã được cải thiện hơn rất là nhiều. Tập thể các ekip, các bác sĩ tại Bệnh viện Thẩm mỹ GW Hàn Quốc chúng tôi sẽ luôn luôn hướng tới và sẵn sàng để tiếp tục cái quá trình điều trị này và cải thiện hơn nữa cái chất lượng cuộc sống của anh, và mong anh sẽ luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc trong tương lai.
tuy là hành trình này mới là một nửa, nhưng mà anh Mến ơi, thì anh hãy cố lên nhé, vì tụi em sẽ luôn luôn bên cạnh anh, cùng anh điều trị dứt khoát căn bệnh này luôn ạ. Nếu như mà trong cuộc sống, không chỉ khi mà mình điều trị mà anh Mến có bất kỳ buồn vui hoặc là bất kỳ việc gì mà mình muốn chia sẻ với ai đó, thì anh Mến có thể alo tụi em bất cứ lúc nào. Cũng như là tụi em chúc anh Mến là sẽ cố gắng hơn nữa để phẫu thuật thành công.